Rồi. Ok mọi người. Anh sao anh có bao giờ xem mãi xem TikTok hay Facebook mà anh quên rét nhắn người yêu anh không? Xong rồi anh để người yêu anh nói nhiều quá. Anh cứ xin lỗi xong rồi sao anh lại làm như thế tiếp. Xong rồi đến cái lúc mà anh không chịu được nữa, anh lập hẳn một nick TikTok khác anh xem để người yêu anh không biết. Nói luôn ra khỏi nói khái. Tao nghe tao khá hiểu, mày không phải tao khái. Anh có bao giờ như thế không? Nói thẳng ra nha. Anh nhắn đến thì anh dừng TikTok, anh nhắn lại anh nhắn tiếp. Đây chỉ là tắt thông báo. Quên. Nhắm ơi, nỗi nhớ đong đầy này. Đợt Tết về quê mấy hôm nhắn tin kéo thích thằng này dễ. Thế em vào lịch sử xem TikTok nó cứ nhảy nhảy video mới. Thế em biết thằng này nó đang xem. Tại em có nick TikTok của nó mà. Thế xong rồi em nói nhiều quá, em cãi nhau nhiều. Xong nó cứ xin lỗi, anh xin lỗi. Sao anh sửa mẹ ngày 3-4 lần như thế, cứ xin lỗi xin lỗi. Em ơi, thương nhớ đong Xong rồi nó lập một nick TikTok khác nó xem luôn. Thế xong rồi lúc mà em về quê hôm sau nó qua nhà em chơi ấy, thế em mới cầm máy nói em biết nó lập nick TikTok khác rồi. Mẹ nó chứ. yêu ơi. Lấy thuốc vô tao. Đây là bức tranh của mình nha. Sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người, mình sẽ hoàn thiện nốt nha. Anh thấy như thế mất niềm tin ông vai. Em ơi, nỗi nhớ đong đầy rồi. Câu chuyện đùa không vui, bao chuyện cười không kêu. Nào, tay nào. Đợi tớ đang lấy tranh mà. Đâu ở đâu? Bắn nó. Cất vào là để đây á. Từ từ này. Cái lồn mẹ. Lúc mà người yêu anh làm như thế với anh có buồn không anh Sắc? Anh có bị suy nghĩ không? Thế lúc đấy nó đang ở nhà em mà em muốn nhảy bổ em đập vào mặt nó rồi nhé. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Anh Sắc lại ngồi nhìn xa xa. Nhưng mà nếu mà người yêu anh đối xử như thế với anh có anh sẽ làm gì? Anh có nói ra không? Nói xong vẫn vậy, anh có muốn nói nữa không? Anh về thật chắc.
Có bao giờ anh với người yêu anh ở xa nhau như này, xong rồi anh với người yêu anh cãi nhau, anh kiểu anh sẽ kệ người yêu, đến bao giờ gặp nhau thì anh dỗ sau, bởi vì đằng nào cũng không chia tay, bởi vì đằng nào người yêu anh cũng không chia tay, là anh có bao giờ nghĩ như thế không? Thằng này nó nghĩ thế, cay vai. Mấy hôm Tết về quê nó cãi nhau với em, nó kệ em luôn. Kiểu cãi nhau nó kệ mình luôn ấy, bởi vì trước sau gì về em về Yên Bái ấy, thì cũng gặp nhau và nó cũng sẽ dỗ em lại bình thường trở lại, kiểu nó cứ nghĩ kiểu như thế, chỉ cần như thế là được ấy. Thịt mẹ cay vãi. Ok, vô trận nha. Ê, ngày nào về quê tối nào cũng cãi nhau xong chia tay, em mệt vãi luôn. Dùng lắm. Đây ở gần nhà bình thường không sao, nó cứ xa nhau lại có vấn đề. À, ui. Biết 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 cái già này không? Nãy tôi vừa giật lên phát, Gì vậy? tự dưng nó bị kéo dài ra chỗ da khác ấy, tưởng nó phải đứt cơ. Cắt. Ô, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của Rồi, thằng mình để này có tô, hoặc xong mọi người có luôn. thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho xem luôn. cơn ho virus của người bệnh dịch dịch cúm. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Kênh kháng bừa này anh định đăng family. Cái kênh kháng bừa này anh định đăng family. Cái kênh 17 đăng rồi. Ok, mình tô như thế này nha. Ôi, nhưng mà sao À. mình không không thích cái content nào? Ouch. Cái gì trời. Áo chế vai à? Đây. Nó bé nhỏ. À, không sao, mình giảm cân rồi mọi người, mình quên mất, mình còn tưởng mình béo cơ. Chà, người ta chọn sai rồi. Ô, không biết bao giờ mình mới mặc size S nhỉ? Ý là không cần phải mặc size lớn ấy. Chúc nàng luôn vui vẻ, tự tin tỏa sáng nha. Ha. Miso style Korean. Đeo thẻ bảo hành nha mọi người. Mọi người định đi ăn hôm nào ạ? Chủ Nhật, nhật hay thứ thứ bảy. bảy ạ? Thứ bảy là ngày mai á. Mai thứ bảy á. Mai thứ sáu mà. Tuấn Anh bị bảo. Tuấn Anh bị bảo. Thật sao đi học rồi? Chẳng vui tí nào. Chơi gái vãi chị ơi. Mọi người định ăn hôm nào để em đặt bàn?
thứ bảy hay chủ nhật? Nhớ thứ bảy anh Long chưa về à? Anh dạ không. Thế sao mọi người không rủ ngay từ đầu? Biết rủ anh đi rồi. Tại sao? Chắc ok, hello. Phải không vậy? Ờ, năm ngoái sinh nhật Tuấn Anh là anh Đức làm chưa? Năm ngoái sinh nhật anh làm đây chưa ấy? Hay quá. Vãi, năm ngoái ông tổ chức sinh nhật ông mời nhiều người không? Năm ngoái ông tổ chức sinh nhật ông mời nhiều người không? Đâu tổ chức sinh nhật còn anh Đức làm gì làm rồi. Ủa? À mời sinh nhật nhưng không đi. Đến giờ mới anh ngủ. À hôm đấy tôi làm cuối xong tôi đi thì như là hôm đấy là bị đập gậy mà. Đập gậy xong cả lũ kéo nhau đi ăn sinh nhật. Sinh nhật Tuấn Anh nhưng mà buồn bánh lòng. Hôm đấy em đang ở bên nhà Phương với mình ấy. Biết rồi, hôm đấy mày bảo mày đi ăn nên tao mới qua đây tao chơi. Cái cuối cùng mày bắt tao về sớm. Mày bảo tao là 9 giờ hơn gọi điện cho mày. Xong cuối cùng gọi 9 giờ hơn gọi điện cho nó để bảo nó về. Xong rồi 9 giờ hơn mình gọi điện là bảo cho anh ngồi thêm lúc nữa. Ảo thật. Đây là bức tranh của mình. Sau khi mình đã tô màu được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha mọi người. Ủa sinh nhật ông tháng 5 hả? Sinh nhật nào anh thứ gì? Là quần lớn cúc. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Yo. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Hôm đấy đi ăn mọi người có định mặc đẹp không ạ? Không được mà. Có. Thế thì ở anh ở nhà. Thế thì cho anh Đức ở nhà. Cho anh Đức ở nhà. Tất ông ở nhà nốt. Em mặc đẹp anh chụp ảnh cho. Thôi đéo cần rồi, tao không đi nữa. Thế bị chú ạ.
đâu, hình như hôm nay 20 mấy, 22 âm á, hôm nay 14 mà, à hôm nay 13 âm, ngày kia là 14. Đi ăn luôn, chào Tân. Hôm nay có 13 âm thôi, bao nhiêu thì mới lên 15 âm. Chứ là đúng hôm mình đi ăn còn gì nữa. Cho trong nhà. Ừ, nếu mà như thế. Mọi người mặc đẹp đi để nhờ anh, để nhờ cái bạn đấy chụp ảnh luôn, chụp ảnh team làm Long Bùi nhưng không có Long Bùi. Chị ơi. Ừ, nhưng mà nếu mà lên như thế thì thể nào cả anh Quý ở anh Long cũng về chứ. Về đây này. Thì thể nào anh Quý chẳng phải đưa lên. Ở thì cũng có ở mình đâu. Ở chỉ có ở dưới nhà anh Quý rồi chứ. Bọn 2K5 chuẩn bị đi nghĩa vụ. Ok nha mọi người. Tuấn Anh chuẩn bị đi. Tuấn Anh tự nhiên nghĩ đến cái cảnh đến 27 tuổi rồi hết cách để tránh đi nhiệm vụ rồi thì là nó gọi đi rồi. Ta chơi hẳn lên thạc sĩ, ngồi khóc luôn. Học lên thạc sĩ. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Chẳng hạn như năm tư bắt đầu mình mới học, xong rồi nhây 6 năm ra thì gần ra trường thì làm tiếp lên bằng thạc sĩ rồi nè. Thêm 2 năm nữa. Thế là tránh thêm được 2 năm nữa. Học okay. Lên thạc sĩ dễ vậy đó. Ok. Đương nhiên không rồi. Nhưng mà lúc đấy mình đã chăm chỉ rồi. Ý là muốn học lên thạc sĩ phải qua ngay nhau á. Học đi với à, chỉ lúc đấy học sau 6 à. Năm còn 4 năm để học. Ý là IELTS nó không dễ đâu. Ý là học IELTS lên 6.5 mất mấy năm á, 2 năm, gần 2 năm á Tuấn Anh. Sao, lúc đấy mình vẫn nói là mình đang đi học thì người ta vẫn cho tiền. Ui quần què, ra trường mới lên thạc sĩ mà muốn ra trường phải có bằng IELTS nha má. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Vâng, vâng đúng rồi anh. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye. 1, 2, 3, 4, 5, bậc 3 là 6.5. Và bây giờ đây là bức tranh mình sẽ tô ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu luôn, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ý là học IELTS đắt vai mấy chục triệu ấy. Không, trường trường bên đấy hình như là thi thôi là được. Thi Active hay cái gì? AB đó là bằng 5.5 là ra trường rồi. B2 phải, anh ơi B2 học cũng khó vậy. À không phải khó, cũng bình thường. Đăng ký học IELTS lên 5.5 19 triệu. Bỏ luôn. Học được 2 khóa bỏ nha mọi người, không muốn học nữa. Bởi vì nó quá là giáo viên dạy không có tâm nên là mình nghỉ. Cũng không hẳn là mất. Em thấy bình thường. Em thấy trung tâm ấy cũng muốn đuổi em từ lâu lắm rồi á. No anh Đức. Tính tích tiền đi để đi học IELTS để học lên thạc sĩ nha. À học lên thạc sĩ, tiến sĩ chứ, tiến sĩ xong đến thạc sĩ chứ. Phải không? Tiến sĩ xong mới đến thạc sĩ đúng không? Ông có thể vào trường tôi đăng ký học tiến sĩ, trường tôi có dạy tiến sĩ này. Nhưng mà trường là mấy trăm triệu ấy. Trường đào tạo ấy, mới gọi trường đào tạo hiệu trưởng các thứ. Cả tiến sĩ. Mà là ông phó chủ tịch nước nào chưa học trường em ấy. Tất cả hiệu trưởng đều phải qua trường anh học. Hmm.
Độ mi si đâu? Độ mi si học quản lý giáo dục mà. Không, ngầm nghe đâu vậy? Độ mi si học quản lý, học viên quản lý giáo dục cùng với không, nó học độ mi si học vào trường cao đẳng công nghệ Bách Khoa, à cao đẳng Bách Khoa. Nghe đâu người đứng từ xa chờ em về. Có. Ok nha. Rồi chửi nhau luôn đi là vừa. Đây. Hỏi anh hỏi Thịnh á, Thịnh thích này. Kiểu nó nói chuyện hay. Ở đây này, sao cao đẳng Bách Khoa học viện quản lý giáo dục. Nó học hai trường. May thế, Pandora tăng giá, may thế em đăng, em đặt mẹ chưa rồi. Yes. Ủa? BC học trường đấy luôn á. Screenshot. Ok nha. Bởi nó tăng mỗi cái lên 200 ấy. 2 đến 500. Ừ. Pandora đợt này tăng giá. Mi Si lại có thêm đứa nữa rồi. Ba đứa. Không biết có gì hay. Hay nói chuyện hay mà. Xem bọn ấy chơi game kiểu nhóm hay. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả cuối video nhé. Đi chơi. Ok. Thì khả năng bắn súng của anh giỏi lắm, anh nên chơi game này. Em đổi sang phương màu. Chơi của em đi nhé. Tháp vô tận. Em nghỉ đi. Ok nha mọi người. Khiếp nó yếu muốn chết luôn đấy anh. Hai, không dám ăn. Chị. Một người đứng từ xa chờ em về. Một người luôn nước mắt từng đêm. Từng ngắn tóc mờ môi em vẫn còn. Chỉ có lòng người là đổi thay. Ok nha. Yes, chết, chết. Ok nha mọi người. Ê, cái chai này 375.000 là chưa ship nhá. Em mua trên livestream cộng cả ship xong rồi trừ mã giảm giá đi còn 300.000 cho rẻ đấy. Mua trên livestream trên Shopee hời vãi. Không mua. Mà mua sao? Vãi được tặng bông tẩy trang, một bịch bông tẩy trang luôn. Mày ơi tao mua chính hãng luôn á. Ê là mua okay. Tại shop Tiam luôn ấy, cái này của hãng Tiam, mua ở Tiam luôn. Ok em mọi người. Thế nên xem anh em bắn đi hả? Xem người ta bắn đi hả? Rồi chưa? Thế nào?
Quay Free Fire tại vì cái đấy tôi ghép để sẵn rồi. Thế thì tầm mai hoặc ngày kia quay cho tôi nhá. Mày hồi sinh ta là tao giết rồi đấy. Hay quá em ơi. Mày giết thằng đồng đội đối thủ của tao là chuẩn rồi. 10 điểm. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.